làm rõ vụ mâu thuẫn giữa nhóm khách phượt và lái xe tải tại Hà Giang. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đang làm rõ vụ nhóm phượt thủ mâu thuẫn với tài xế lái xe ô tô tại khi dừng đổ xe máy chụp ảnh. Cơ quan công an huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra, truy xét, làm rõ vụ mâu thuẫn giữa nhóm khách phượt và lái xe ô tô tại xảy ra tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 2, anh Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1987, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang, lái xe ô tô tại biển kiểm soát 29C-54369 đi theo hướng Yên Minh Quảng Bà đến khu vực thôn đầu cầu 2. Xã Cán Tỷ, khu cây nghiến cô đơn, bị nhóm khách vượt dừng đổ xe máy chụp ảnh gây cản trở giao thông. Mâu thuẫn giữa nhóm vượt thủ với tài xế lái ô tô tải, ảnh, Internet. Anh Tuấn và nhóm khách vượt do Phạm Quang Tiệp, sinh năm 1984, trú tại quận kiến an, thành phố hải phòng làm trưởng đoàn xảy ra mâu thuẫn. khi đó, tiệp leo lên cửa bên lái xe chửi và bóp cổ tuấn. thế vậy, lưu tuấn dũng sinh năm 1999 trú tại thị trấn lương sơn, huyện lương sơn tỉnh hòa bình là người cùng đoàn với tiệp treo lên vị trí bánh xe phía trước bên lái ngay sát vị trí tiệp chửi bới, đồng thời dùng tay tác đánh đấm liên tục anh tuấn. Các đối tượng Nguyễn Hữu Minh, sinh năm 2002, trú tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội và Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã treo lên cabin xe ô tô phía phụ xe đánh đấm. Chị bới chị Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1991, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang là vợ anh Lê Thanh Tuấn, vợ chồng anh chị Tuấn thơm đóng được cửa cabin xe ô tô và điều khiển xe lao vào đối tượng Nguyễn Hữu Minh đang đứng ở cạnh đường tuy nhiên không gây thương tích gì sau đó nhóm khách vượt điều khiển xe máy đi huyện yên minh anh lê thanh tuấn điều khiển xe ô tô đuổi theo khi đến thị trấn yên minh thì lực lượng công an huyện yên minh mời đến cơ quan để làm việc sau khi củng cố các lời khai phân loại các đối tượng công an huyện quảng bạ đã đưa phương tiện và mời các đối tượng nêu trên về công an huyện quảng bạ để tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi có liên quan quá trình làm việc ban đầu xác định không có ai bị thương tích Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết đang mang thai 2 tháng nên công an huyện Quảng Bạ đã đưa chị vào bệnh viện đa khoa huyện khám, hiện đang chờ kết quả. Hiện công an huyện Quảng Bạ đang khẩn trương mở rộng, điều tra, truy xét, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.